Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Cẩm Vân Cô Gái Miền Tây. Hôm nay thì Vân vừa mới đi đám về nhưng mà nhớ chợt lại là cái tay lưới Vân văng đó, Vân chưa có dở nữa. Bây giờ là Vân phải ra thăm lưới. Mời cô chú anh chị và các bạn cùng đi thăm lưới với Vân nha. Con đi thăm mấy cái giớn trước nha, mấy cái giớn nó đặt ở đằng đó đó. Vũ vũ như vậy là để cá từ trên nó rớt xuống dưới á. Vân đi thăm thêm mấy cái Vân đi qua bên cái giới bên kia nữa nha, ở bên kia còn mấy cái nữa. Được một con cá chê với một con cá lóc rồi, với lại con cá rô phi với mấy con cá sặc nữa. Thôi ruộng á, chỗ này hiện tại là người ta bơm nước được mấy ngày nên là nó giật hết trơn rồi nè. Con đứng mới có tới ngang chân nè, khoảng 2 ngày nữa là khô nước hết rồi đó. Nên là mấy cái bờ mẫu nè, nó lú đất lên hết trơn rồi, khoảng 2 ngày nữa là nước cạn mình đi bắt cá được rồi đó. Nè Vân đứng bây giờ mới có tới ngang đây à.
giờ mà sẽ dở cái này nữa để mình đi vô cho kịp trà tối nha. Đây là người ta ở Việt Nam á, thì ở miền Tây Vê Văn á thì gọi là cái dớn. Không biết ở chỗ mọi người thì gọi bằng cái gì ha. Từ phía bên kia qua hết phía ruộng bên đây luôn. Tại vì mình làm cái đăng dài như vậy thì cá nó không có chạy được. Khi mà cá nó đi thì nó sẽ đi theo cái đường đăng nó vô cái vớn. Đợi Văn cột xong cái vớn này lại xong rồi Văn sẽ quay cận cảnh cái vớn ở miền Tây của Văn cho mọi người xem nha. Lại để mai mốt mình thăm nữa. Tại vì vớn này mình đặt hoài, khi nào mà nước nó cạn thì mình mới cuốn nó lên. Đây là cái vớn, cái phần này là cái phần đuôi của cái vớn, là cái phần cá nó vô phần này nè, mình dở ở kia. Khi mà mình dở vớn là mình phải dở từ cái phần này nè. Ui, ở đây còn nhiều cá lắm đó. Dở từ phần này, mình vũ vũ dài lên là cá nó chạy xuống dưới kia, mình đổ từ phần kia. Còn cái phần này là cá vớn, cá nó vô đây rồi nè mọi người. Cá nó vô đây là nó không chạy đi đâu được hết, nó chỉ chạy vô cái phần đuôi vớn của mình thôi. Còn đây là người ta gọi là cái đăng vớn. Thì khi mà đặt vớn á, là người ta sẽ căng cái đăng dài như vậy nè. Đó, để mà khi cá nó đi thì nó sẽ đi theo cái đường đăng này, nó không có chạy khỏi đâu hết trơn á. Nó đi theo cái đường đăng này rồi nó vô vớn thôi à. Ở quê của Văn á thì mùa nước nổi người ta hay đặt vớn lắm. Đây là Văn đặt khoảng mười mấy cá vòng vòng cái khu này. Từ đây qua bên kia luôn. Khi nào á mình không có gì ăn á, mình đi ra đây mình dở một hai cái vớn là đủ bữa cơm rồi. Bây giờ Văn sẽ đi lại quay cá, hồi nãy giờ Văn dở ba cái vớn cho mọi người xem nha. Đây là thành quả hồi nãy giờ Văn dở ba cái vớn nè, được một con cá lóc, con cá lóc này ú nu luôn nè, với lại ba con cá chê, một con cá vô phi nữa đây, còn cái này là con cá linh. Con cá linh nó còn nhỏ á. Con cá này nếu mà nó lớn lên nó nhiều xương nhưng mà kho rất là ngon luôn, cái thịt nó mềm á. Với lại cá sặc nè, rồi tép nữa, mấy con tép này. Bây giờ á thì Văn dở vớn xong rồi á, bây giờ Văn sẽ đem cá vô nhà. Chiều hôm qua thăm vớn thì cá Văn cũng đã làm sạch rồi. Ở đây Văn lấy con cá lóc với lại hai con cá chê, tại vì hai con cá này mấy con cá này bự nhất để mình làm đồ ăn. Cá lóc thì Văn sẽ nấu canh khoai mỡ, còn cá chê thì một lát nữa Văn kho. Đây khoai mỡ Văn cũng cắt ra rồi, Văn cắt vuông vuông như vậy, cục hơi lớn lớn như vậy nè, để một lát nữa mình gấp dễ ăn á. Còn cái này thì Văn đập nhuyễn ra để một lát nữa mình bỏ vô cái nước canh. Rồi thì bây giờ Văn sẽ đi bắt đầu nấu canh với lại kho cá, chuẩn bị cơm nha. Dầu cũng nóng rồi đó, bây giờ con sẽ thử tỏi mỡ. Để một chút xíu tỏi thôi nha, tại vì Văn làm như vậy là để khử cái mùi tanh của con cá lóc á. Văn cho tỏi nó vàng thơm lên rồi Văn bỏ cá lóc vô.
tỏi nó vàng rồi, bây giờ con sẽ cho cá lóc vô nha. Cá lóc này á, mình làm như vậy là để cho nó không có bị canh cái mùi của cá lóc, cái loại canh của mình nó sẽ ngon. Cá mình xào cho cái thịt nó săn lại như vậy là được rồi nè. Đó, mình chỉ cần thử thôi, như vậy là cá nó thơm rồi. Bây giờ con sẽ cho nước vô. Đợi cho nước sôi á, thì Văn sẽ cho khoai mỡ vô nấu. Chừng nào nước nó sôi thì mình mới cho khoai mỡ vô. Còn bây giờ thì để Văn chiền lửa ở bên đây. Cái này cháy chưa? Để lấy củi tre cho nó, lấy cái củi tre này cho nó dễ cháy. Cái á thì Văn kho lên sợ là nó thấm không có ngon mà nó, nên là hồi nãy Văn có ướp sơ con cá rồi. Cái này là Văn ướp sơ rồi, một lát nữa khi nào mà cá nó gần chín thì Văn sẽ niêm lại cho nó vừa ăn nha. Mình chở cho cá nó đều. Đầu đó, nó vàng nè, nó thấm cái nước rồi nè, một lát nữa kẹo cái nước lại nữa. Đó, cái màu cá quá trời đẹp luôn. Mình cho cái khoai này vô trước, một lát nữa mình mới cho cái khoai đập dập vô, tại vì cái khoai này nó lâu chín hơn á. Còn nồi cá kho của Văn nó đang sôi quá trời sôi, để Văn cá này á, là nó chín rồi nè, nhưng mà Văn để cho nó khô, nước nó sệt cái nước lại cho nó ngon. Bây giờ thì mình sẽ bỏ tiêu vô cá. Cá này Văn sẽ kho bỏ tiêu một lát nữa, Văn sẽ cho thêm một ít hành nữa, tại vì tiêu bỏ vô nó thơm á. Quá trời thơm luôn, bỏ tiêu vô nó thơm quá. Đợi cho nó kẹo nữa lại nữa là xong rồi. Bây giờ con sẽ cho cái phần khoai đập hồi nãy Văn đập ra nè, con sẽ cho vô. Tại vì cái phần khoai đập ra là để cho cái màu của cái nước canh của mình ngon, hay cái nước canh của mình nó ngọt hơn á. Đó. Cái nồi cá kho nó thơm mùi tiêu quá trời luôn rồi. Cá kho này được rồi đó, cái nước nó kẹo lại, bây giờ con sẽ cho hành vô. Bây giờ cá kho mình nhắc xuống, mình chờ canh nó chín nữa là được rồi. Cá của Văn á là nó đã chín rồi, bây giờ Văn chỉ còn đợi canh nữa thôi. Đợi cho cái khoai nó mềm á thì mình sẽ múc ra nha. Cái khoai nó cũng sắp mềm hết rồi, cái nước của nó nè, nó có màu tím quá trời đẹp luôn. Nó khoai nó mềm rồi, bây giờ con sẽ cho hành vô. Cho hành vô với lại cho xíu tiêu vô cho nó thơm nữa. Đó, trời hấp dẫn luôn. Rồi thì bây giờ con sẽ múc ra tô để mời mọi người cùng thưởng thức nha. Canh với lại cá kho Văn làm xong rồi, bây giờ thì mời cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức với Văn nha. Đây, canh khoai mỡ trước hết để Văn thử một cái nước canh với coi. Cái màu nó quá trời đẹp luôn rồi. Có khoai nó nhừ hết luôn rồi.
mấy cái này là nó chín đấy á. Nhưng mà khoai này phải để nó chín mới được. Bây giờ con sẽ thử cái nước canh thử coi, nó thơm cái mùi tiêu ngon quá. Cái khoai nó béo béo. Bây giờ thì mình sẽ ăn cá kho đi. Đây cá kho nè, ăn hết một khứa cá kho này. Cái nước nó sệt sệt luôn á. Này cá kho ngon quá. Cá kho ăn với canh, ăn cơm là thường ở miền Tây là người sẽ ăn hai món, canh với lại cá kho, một món mặn rồi một món khô nước. Cái khoai mỡ này á, thì mình còn làm được rất là nhiều món ăn, ví dụ như mình làm bánh cũng được nữa, bánh khoai mỡ chiên á. Đang đói bụng mà ăn cái nồi canh này với lại nồi cháo cá kho này là ấm bụng luôn. Ăn cục khoai mỡ. Nấu canh trong cái nồi này là Văn không có múc ra thì để cho nó nóng gì, ăn cho nó ngon thì nó nóng hoài luôn á. Cái nồi đất này nè, cái cục khoai nóng quá. Mình chan cái nước cá vô, chan cái nước cá vô trong cơm. Ngon quá. Còn cái này là cái cá trong canh nè. Hồi nãy là Văn nấu con cá lóc á. Con cá lóc này nấu nu luôn nè. Với lại cái đầu con cá lóc ở đây. Đây là cái đầu của con cá lóc. Mà Văn thì Văn thích ăn cá kho hơn. Tại cá kho cái vị nó đậm đà hơn á. Ăn tóc mồ hôi luôn. Đây cái mình con cá chê, cái này cái phần đuôi của nó, cái thịt của nó coi nè. Chấm vô thêm cái nước cá này cái nữa. Cái nước canh này cái màu quá trời đẹp luôn, mà ăn cái này nó rất là bổ luôn á nha. Để vô đây hấp một miếng nước canh nóng nóng, thơm thơm mùi tiêu. Video đến đây đã kết thúc. Cảm ơn cô, chú, anh chị và các bạn đã xem hết video. Mong mọi người cho Văn xin một like và một đăng ký kênh để có thêm động lực làm ra nhiều video hay hơn nữa nha.